À, bây giờ làm lại đi. Tắt kính không? Chào quý vị chú bác. Bây giờ tắt lại. Bây giờ nè, pressure cooker, ok, mới gắn điện vô là bấm cancel liền. Cancel đây không? Dạ. Bấm cái đó, ok, rồi, bây giờ là zero, không có đèn nào cháy ngoài là chữ zero. Rồi bây giờ bấm thịt. Mình khử tỏi mà bấm chicken. Cái nút thịt chicken, ừ. Một cái. Một cái 15 phút, ok, bây giờ mình bắt đầu mình bỏ. Ê, có 15 phút à? Không sao, bây giờ mình bỏ muối tiêu đường vô, mình khử thịt, khử tỏi hay mình muốn... Thôi thế cậy đi. Mình muốn làm cho nó nâu á, ok. Rồi, bây giờ mình làm nó nâu xong hết rồi phải không? Bây giờ giả tí dưỡi không? Cái này, muốn cái bỏ này. Muối tiêu ớt gì không? Bỏ xì dầu, bỏ gì vô không? Nêm, muốn nêm bỏ gì nêm cho sẵn cái gì? Xì dầu đi. Bỏ đâu? Ốc nêm rồi. Nêm rồi hả? Vừa không? Ờ. Ok. Sao nấu có mấy cục á? Bây giờ cái này mình để cho nó nửa tiếng đi. Ok. Nửa tiếng sao? Rồi, bấm cancel. Cancel phải không? Dạ. Nửa tiếng sao? Cái này. À, nửa tiếng. Rồi, không, 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 không